Video này chào mấy bác nha. Thì đầu tiên cho mấy bác đoán đây là tiếng gì nha. Đây. Em vừa lột bình xăng ra, đang dọn nha. Và con này em đang dọn cho khách. Thì chắc chắn là nhiều bác nghe tiếng nó thì chắc chắn là không nhận ra. Và rất là mạnh nha. Đây em thử luôn cho mọi người coi. Thì chắc chắn em đã nói 1.000 con là chắc chỉ gặp một con thôi. Thì nhiều khi mấy anh không tin. Rất là nhẹ nổ. Mọi người coi này, chỉ cần ra dây là nổ này. Coi này. Coi này. Đấy đủ. Này, coi này. Không cần giật luôn á. Thấy không? Thì chắc chắn là nhiều anh kêu không biết cái tiếng đó, cái cơm vang pẹt 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 đó nó ở đâu ra. Bây giờ em gừ ga lên cho mọi người nghe. Coi này. Trời, đây, đây nhá. Thì chắc chắn là nhiều anh không biết cái tiếng pẹt pẹt là ở đâu. Thì từ từ em giải thích. Thì có thể nhiều anh kêu máy bị tụt hơi. Thì bây giờ em sẽ cho mọi người coi bộ hơi của nó luôn. Khóa xăng lại. Nghiêng ra. Giờ em tháo bộ hơi ra cho mọi người coi nhé. Để anh em mình thảo luận thôi chứ em thì hồi giờ giờ em mới gặp chứ không, em thì cũng không tài giỏi hơn anh. Thì có cái gì hay thì em chia sẻ lên đây để anh em mình học hỏi lẫn nhau thôi chứ cũng chẳng phải tài giỏi hơn gì. Ba cái đồ này có gì đâu mà tài với chả giỏi. Đây, mọi người coi phần hơi của nó này. Nó đẹp tuyệt vời luôn. Đây, thấy chưa? Đấy. Đây. Nó dính nha, bởi vì mình ngửa cái bô xuống á. Nó dính bụi. Đấy. Thấy chưa? Nó dính bụi ra. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Thế giờ nhiều khi em thì em chưa gặp, nhưng mà có thể mấy anh gặp rồi. Còn em thì giờ em mới gặp thì em thấy nó lạ. Thì từ sớm giờ cái tiếng pẹt pẹt đó là nằm ở cái xã. Đây, lần đầu tiên mà em thấy một con Komatsu G3K Rin nó có xã. Rồi, ok. Con này thì mọi người vừa thấy cái lực mạnh của nó, nên tại sao mà nó giật nhẹ. Thấy chưa? Mọi người thấy không? Bây giờ thì em khóa xăng mà để ngộp ngộp này không biết nó nổ không? Đó là em để này em nổ thử luôn, nổ luôn thấy không? Một con máy rất là chất lượng. Bác kia. Hàng đúng là cả nghìn con gặp con. Thì em ráng em dọn thôi để em ráp đồ vô. Hay không? Rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, miễn bàn. Thì giờ nhiệm vụ em sẽ mở ra.
Em làm con xà ấp này thiệt ngon cho khách. Thì nhiều anh kêu mẹ hư có phụ tùng không? Mấy con này thì ví dụ như bây giờ mình không muốn xà ấp thì mình ấy thôi. Mình bịt cái phần xà ấp này lại là xong, nhưng mà đụng rin của Nhật này xài hơi bị sướng. Tội gì, không bao giờ hư có dịch. Thấy chưa? Ngon trên cả sự tuyệt vời luôn. Má gặp em có tiền là mua nhanh luôn. Đó không phải, đây em chọn cho khách á, mà nếu như khách không chốt được thì mọi người nên chốt. Thiệt sự, chứ không phải là cái vấn đề gì, nó giống như những cái nòng nòng của G3K vậy thôi. Những cái nòng G3K ví dụ như cái nòng này này. Đấy, nó có một cái phần thừa ra đây này. Làm xà ấp này, để nó sẽ làm xà ấp này. Đấy, thế cho mà đây đúc còn thừa lại đây này. Nó đúc chờ. Thay vì nó chờ thì đây nó có sẵn luôn. Đấy. Nha. Xà ấp đó đó. Rồi bây giờ em sẽ bung ra em làm cho sạch sẽ. Mấy con này khỏi chê luôn. Mà mới keng luôn. Ok, thì thỉnh thoảng gặp con lạ lạ thì đưa cho mọi người coi thôi. Chứ không có gì cả. Đó, mọi người coi được thì ủng hộ thôi. Rồi ok. Hay thiệt. Ma máy đúng bốc luôn. Mà lại có xả. Hàng độc. Đấy. Cả nghìn con chắc gặp con đó thôi. Chứ hồi giờ em chưa gặp thiệt. Em chưa gặp đời này nhưng mà có xả nha. Chứ còn nếu như em gặp rồi thì em cũng không đưa lên. Nhưng mà em gặp rồi. Bây giờ em mới gặp. Rồi ok.